xuất hiện một hot girl cầm bảng là ghi là Phật sống ngày Thích Minh Tuệ Bhagavata Mataya ngày 24 tháng 4, và cô ta này có những cái lời phát ngôn về sư Minh Tuệ. Cái bảng cô ta cầm và những cái câu từ trên bảng này có đúng hay sai, vậy vì có một người cũng đang phản ảnh về cái bảng này, thì cô ta sẽ giải thích như thế nào? Cô chú anh chị hãy theo dõi câu chuyện này nhé. Thì ra là đây là chị, hôm trước chị là lấy cái áo khoác của mình chạy ra để cho thầy đi, đúng không chị? Dạ. Hình như là em thấy có thầy nhặt được cái áo của chị luôn. Dạ. Quá tuyệt vời, hôm nay chị phát tâm đi cùng với lại thầy. Ủa mình từ đâu đến đây? Quảng Ngãi. Ủa mình từ Quảng Ngãi luôn. Gần rồi ha. Dạ. Mình đi lối này đâu có được. Không biết chị có xuống tóc không? Tại vì dạ không. Dạ không. Chỉ là một người như mấy anh bình thường thôi, mấy anh chị bình thường. Tiến lên anh em, dắt qua chân bây giờ. Bây giờ tôi thấy yêu những cái trang phục như vậy thì. Tức là chị cũng cảm thấy yêu quý cái trang phục này, và cái hình này chị quay quá. Cái này có thể là chị quay mặt sau cái hình này, cái tấm ảnh. Dạ chị dừng lại chút xíu cho. À. Rồi đây 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 đây. Bây giờ là mình đi gặp sư Minh Tuệ phải không hả chị? Dạ dạ. Đây là một chị gái đến từ Quảng Bình thì đến đi xin đi cùng sư Minh Tuệ. Đấy. Em làm việc ở hai tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Bình, em thường ra vô. Rất kỳ lạ. Ngày là một ngày là một gì thật đó. Dạ. Dạ tùy tâm mỗi người. Chậm 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 chị ơi. Chậm chậm là chị ơi. Chị đi lẹ. Chị đi lẹ. Đi lẹ quá xô nhau té đó. Không ai đứng lại luôn đi chị. Đi lẹ thôi chị ơi. Dạ. Từ từ đừng có xô. Ôi nấp. Trang phục này là thợ chị kế hay là thợ? Dạ em tự may. Dạ tự may bằng tay. Xíu hôm bữa chị lấy cái áo mà lót cho thầy đi qua đó, mà thầy cũng nhặt cái áo chị để cắt thành rách thành y đó, thì cái cảm nhận của chị lúc đó như thế nào chị ha? Cảm thấy vui. Vui. Dạ. Hôm bữa hình như hôm bữa thầy chị quá. Dạ. Thì anh cũng được vui đúng không? Giờ chị thích đi hà chứ chị không muốn ở đứng mà. Thì sai cái hình của thầy ra đây phía trước cái gì? Mai Tây Gia. Gia kinh. Không chị phải kinh điển đúng không? Kinh điển Mai Tây Gia đúng không? Dạ. Đó là mình hôm nay là mình định cầm cái này để cái mục đích mình đến đây là để gặp sư. Dạ không, chị đi xin phát nguyện theo bước chân của tại không? Ồ, chắc có nghĩa là mình định. Cái gì vậy? Anh em đừng làm vậy mà. Mình đang làm việc mà. Thì có như vậy là mình cũng định là đi là bộ hành cùng thầy luôn hay sao chị? Dạ không, em chỉ phát nguyện một ngày nay đi để cho cái tâm nó bỏ đi những cái sân si, những cái tính nóng rồi. Dạ, em nguyện trong lòng chắc là nhiều việc nên em xin đi ngày nay. Em phát nguyện, cái tâm em nguyện. Tại vì như thế này này, bây giờ nếu mà chị vào trong thì cũng không được, tại vì cách anh. Không, em không có vào trong, em chỉ đi bên ngoài đây, rồi đợi thầy đi trước hết, rồi em cắt bước hay sao? Đó, em hiểu rồi, em nói bây giờ này thì hình như là chị thì hôm qua em có lúc Facebook thì nó cũng đâu hình như không? Là em đang nói gì đây? Không phải là mình đang nói chuyện gì đó. Thì anh nói là em quên luôn rồi. Thôi chị cho em hỏi một câu, sao tại sao là chị ghi từ Phật sống trên này ạ? Tại vì ở đây rất là nhiều truyền thông ha. Dạ. Thì chị phải giải thích được cái em Phật sống. Trong tâm em là em nghĩ sư Minh Tuệ là một vị Phật. Một vị Phật thường thì xưa giờ mình chỉ thấy tượng thôi. Dạ.
trong lòng em. Cái quan điểm đây là của em. Em nghĩ ngài đi như vậy thì không khác gì giống Phật, thì em gọi là ngài là Phật sống trong lòng em. Phật trong tâm của chị. Dạ. Ở đây là truyền thông rất nhiều. Phật sống như là ở đây nếu mà có ảnh hưởng cũng một cái giáo hội. Ở đây là ngài Minh Tuệ là đang tu. Dạ. Mà nếu mà chị đi từ Phật không, sống mà ngài lên trên Minh Tuệ là đang học tu. Là theo cái ý của ngài Minh Tuệ nói là ngài Minh Tuệ đang học tu. Nhưng mình đây tín ngưỡng, đây là cách khiêm tốn của một tín ngưỡng tâm của chị để trong lòng. Nếu mà chị ghi ra vậy á, rất nhiều truyền thông bên là rất ảnh hưởng đến thầy Minh Tuệ. Đó là nói thật, đây là nói chân thành luôn. Dạ. Đó là nguyên chân thành của chị. Tại rất vì nhiều thầy Minh Tuệ tu với cái cách giống như là không phải giống như ai hết. Thầy Minh Tuệ có nói mà. Đó. Vì khi mà chị năng lên từ Phật sống á, nghĩa là dạ, ở đây xin lỗi nha, anh em mình không, em xin nói chị ví dụ như chị quý ngài nghĩ trong lòng, chứ chị làm ra ra vậy là em nghĩ là chắc chắn là sẽ có rất là nhiều chuyện. Thì ví dụ như đây là cái chị nghĩ lại đây những chuyện lớn hơn đi. Anh nói thì đây em rút kinh nghiệm, hiểu không? Còn ở trong lòng mình á, tại vì em chưa học Phật pháp, em chưa đến chùa, em chưa có đọc kinh, em nói là thật sự. Nhưng vì kiểu như yêu mến, yêu quý, gọi là kính trọng, tôn trọng một vị này quá lớn đi. Đó, không thể ai làm được. Đó. Em đến chứng giùm chị đó, nói thật á. Là mình mới đợi là Phật sống, gọi là ngài. Ví dụ như người gọi là sư hay là thế nào là tùy theo cái quan điểm của mọi người. Đó, muốn cho sao cho. Còn sự kiên của quá tôn kính đi. Đúng rồi. Cái đó bà, là cái chân thành. Mình ngồi tay lên một con chân thành, ví dụ em quý ngài Minh Tuệ em để trong lòng. Mỗi người để trong lòng, ví dụ như mà chỉ cầm ở bản này mình yêu thương cha mẹ. Mình yêu thương cha mẹ, có những người nói mẹ ơi con kêu nhiều quá. Có những người đâu có nói lên lình rồi. Có những người đâu nói mẹ ơi con kêu nhiều quá không. Những người đâu nói đâu. Nó cũng là tương đương với như thế này. Biết rồi. Cái đó là mỗi cái đó là dạ, mỗi quan điểm của chị, mỗi quan điểm mọi người dạ. anh này nói cũng đúng mà dạ. Chị nói cũng đúng dạ. Không ai sai hết dạ. Tại vì mỗi người có mỗi quan điểm sống khác nhau. Đó đúng rồi. Mình tại vì Việt Nam mình là tự do ngôn luận mà. Ví dụ như anh nói tự do. Em mà nghĩ lại á, ví dụ như em tự do ngôn luận là tiếng nói của mình. Em không có đưa ai lên, em không đưa ai xuống, đây là tín ngưỡng của lòng em. Dạ, trong tín ngưỡng trong lòng. Ừ, cái từ này nó nằm bây giờ anh hiện tại là đây, nếu thật sự là như vậy thì em cảm ơn. Dạ. Đó. Chứ không có gì lại tìm nha. Dạ. Rồi, chị ơi, bây giờ qua câu hỏi khác đi. Em hỏi ừ, đúng rồi, đi. Cho nó nhẹ xíu đi. Cho nó vui vẻ đi. Ừ. Bây giờ em cho chị không, nói là không sao. Dạ. Cứ bây giờ hỏi, hỏi bình thường. Chị nói là cái nào mình không hiểu mình phải học hỏi. Đúng rồi. Học hỏi để mình, ví dụ mình có sai để mình sửa. Dạ. Bây giờ câu hỏi của em á là chị nói là chị không có học kinh điển, không có học gì hết. Dạ. Mà em thấy chị có ghi chữ Buddha Maitaya. Đây là em cái ngày tự khuyên. Ngày 24 tháng 4 2024 đây là gì chị? Đây là ngày hôm nay. Là ngày hôm nay em là em chỉ lấy ngày âm lịch. À. Dạ, em chỉ lấy ngày âm lịch là ngày hôm nay em làm cái bức ảnh đây là ngày hôm nay để em đi cùng thầy, cùng sư, cùng ngài Đức Phật của em. Xong em về em đem về nhà em có thể em nếu mà chị này gặp mà chị đem cái bức ảnh không dạ dạ là em phải ghi ghi đúng cái ngày cái ngày đây là gọi là cái ngày kỷ niệm em làm bức này đó. Tuy rằng nó không có cao sang giống như là ở lên tranh hay như thế nào, tại vì em đi giữa đường thì em suy nghĩ ra được cái gì rồi em ghé lại em nhờ người ta làm, họ làm thôi. Nếu mà vĩ mô hơn thì chị rất là có những chuyện nó vĩ mô lắm chị. Dạ, cái đó thì tùy quan điểm của mọi người. Dạ. Đi tu vẫn xin móng tay à? Em đâu có đi tu. Dạ, em đi phát nguyện. Dạ, em đi phát nguyện. Dạ, em xin đi vậy. Chị ơi, để chị đi cái thôi. Áo thời trang của chị mà. Là coi như bài học cho phụ nữ Việt Nam chúng ta nha. Đây. Xem đi. Gương mặt đẹp và cái bộ cà sa cũng rất đẹp luôn. Tôn kính ngài Minh Tuệ. Tự may hay là đi thợ may vậy chị? 13 hành
hạnh đầu đà của ngài. Cái này mình tự may hay là thợ may? Nhưng ngài đi 13 hạnh đầu đà là ngài đang hành pháp và thiết pháp cho chúng ta nha. Tất cả mọi hồi nói cho nghe, hồi nói cho nghe. Bây giờ phụ nữ Việt Nam rất đẹp, hình ảnh của ngài Đức Phật Minh Tự lan rộng lên mọi miền tổ quốc nha. Việt Nam chúng tôi, Mãi đỉnh nha.